Rồi chào anh em ha. Hôm nay là 20 tháng 2 em có đăng một clip gồm nó 10 cây mai với 3 cây kim quýt hết anh em. Rồi giới thiệu luôn ha anh em. Cây này cây số 1 ha. Là phôi số 1 nha anh em. Cây này nó cao 42 ha. Đế cộng lực lực không hết nè. Hoành nó 28. Rồi. Cây cũng rất dài anh em. Rồi phôi số 1 này có giá là 1 triệu rưỡi em bao phí toàn quắc luôn ha. Hôm nay 20 tháng 2 anh em. Rồi. Số điện thoại của em là 0903 820 888 Zalo cũng số đó luôn ha. Tiếp theo là phôi số 2 ha. Rồi, cao nó 33 ha nè. Rồi, hoành ngay thước là 28 ha. Rồi, phôi này giá 900k em bao phí luôn ha nè. Rồi, tiếp tục là phôi số 3 ha anh em, của ngày 20 tháng 2 ha. Cây này nó lên sù chảy nha anh em. Nguyên bạch luôn ha. Anh em về là nuôi mạnh là nó chảy, cây này là nó chảy sù lại ha. Rồi hoành ngay thước là 29 nha anh em. Cao nó 90 anh. 90 hơn nha, hơn 90 ha. Rồi phôi số 3 này là giá 1 triệu 3 em bao phí luôn ha. Tiếp tục là phôi số 4 của ngày 20 tháng 2 nha anh em. Cái này nó có hai lớp đế anh em, vậy nên mình trồng mình cho phủ cho lớp trên luôn ha. Chừng nào nó ra rễ mạnh đây thì mình moi ra ha. Rồi đo thông số luôn ha. Cao 72 anh. Rồi hoành ngay thước nó 29 anh em. Rồi phôi số 4 này là giá 1 triệu 8 em bao phí luôn ha. Khoan khoan khoan. Ở đây nó có cái vết cắt hồi xưa nó lên là mà nó sành rồi ha anh em. Không có mục ha. Rồi đổi. Tiếp theo cũng là phôi số 5 ha anh em. Cao 78 ha. Hoành nó 27 anh em. Phôi này nó cũng muốn gần bể sù rồi ha. Mấy đốm mà mấy cục nu nu. Rồi phôi số 5 này là có giá 1 triệu 2 em bao phí toàn quắc luôn ha. Rồi số điện thoại em là 0903 820 888 Zalo số đó luôn ha anh em. Tiếp tục là phôi số 6 ha, của ngày 20 ha. Nói cái đám cây này nói chung cây cực kỳ già anh em. Mấy cây này chỗ bông là chuẩn lắm. Cao 54. Hoành ngay thước nó 29 anh. Rồi phôi này giá 1 triệu rưỡi em bao phí toàn quắc luôn ha. Là phôi số 6 của ngày 20 ha anh em. Tiếp tục là phôi số 7 ha.
Con này nó cũng muốn lên xù nó quá chân ha anh em, lùng lực ha. Cao nó 39. Hoành ba ngay thước là 33 ha anh em. Con này có cành đồ có sẵn đồ chơi về nhanh chơi ha. Rồi pho số 7 này giá 2,2 triệu em bao phí luôn ha anh em. Tiếp tục của ngày 20 là pho số 8 ha anh em. Cao 44. Hoành cái thước nó là 28 thôi nè. Rồi phao số 8 này là giá 1,2 triệu em bao phí luôn ha. Đổi. Rồi tiếp tục là pho số 9 nha anh em. Nụ quá trơn cây ha, dữ lắm già cây. Nụ cục 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 giống như mình cắn cái gì vô chứ ha nè. Để cũng tương đối đều đẹp ha. Rồi cao 53 nè. Hoành ngay thước nó là 30 ha anh em. Rồi phôi số 9 này là của ngày 20 này giá là 1,8 triệu em bao phí luôn ha. Tiếp tục là phôi số 10 nha anh em. Cái này nó lên da me gần hầu như là toàn thân luôn ha. Rồi cao 85 ha anh em. Ở lộn rồi. Cao 65 ha anh em. Hoành nó 26 ha. Rồi pho số 10 này là giá 1,2 triệu em bao phí luôn ha anh em. Rồi đổi phôi. Rồi tiếp theo là cái phôi kim quýt nha anh em. Cái này là người ta trồng chậu lâu năm á anh em, người rễ nó quấn trong trong cái chậu luôn ha. Cao từ mặt bầu lên là 51 rồi nè. Hoành ngay thước thì 16 ha. Rồi phôi kim quýt này em giao lưu giá 700 em bao phí ship luôn ha nè. Rồi hoành bầu nó là 77 ha. Để coi nó ngang được 30 à, 27 30. Rồi phôi này là giá 700k em bao phí ha. Rồi đổi. Tiếp theo là phôi số 12 cũng là cái phôi kim quýt luôn nha anh em. Cũng cái dạng vậy ha. Cũng ta trồng trong chậu rồi đế nó lâu năm á, đế nó quắn gọn trong cái chậu vậy đó. Này cao 55 ha anh em. Hoành đó 19 ha. Hoành bầu nó 99 ha anh em. Rồi phôi kim quýt số 12 này là giá 800k em bao phí toàn quốc luôn ha. Rồi tiếp tục của ngày hôm nay là cái phôi kim quýt cũng là phôi cuối cùng nha anh em, phôi số 13 ha.
này không biết đo, chắc khỏi đo cao hết anh em, gan tay ha. Quạnh nó 13 này. Đo này đo đường kính thôi, khỏi coi vòng bầu đó anh biết, anh em biết cái tính cái chậu thôi. Nó có khoảng 24 25 ha. Rồi phôi này em giao lưu giá 600k ha anh em. Bao phí luôn. Dạ. Rồi. Rồi bữa nay là cây này là cũng cây cuối cùng của clip ngày 20 anh em. Ngày 21 em còn một lô phôi mai, nói chung giá mềm xèo luôn á. 700 đổ lại à. 700 800 đổ lại thôi ha.